Xin chào quý cô bác anh chị đến với kênh Ký Sự TV. Hôm nay là ngày 18 tháng 4, cũng tức là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Thì có một cái tin cũng rất là hay mà em muốn cập nhật lên để khán giả nắm được tình hình của em Vũ ha. Ngày hôm qua thì nghe nói là em Vũ được chú Ngọc có dẫn đi là đi truyền nước nha mọi người, cũng như đi chẩn đoán là căn bệnh của em. Bởi vì là cách đó 2 ngày thì em có bị tái phát căn bệnh trầm cảm của mình, và cũng khiến nhiều người cảm giác là lo lắng. Một số người thì cũng lo là trong cái thời điểm nhạy cảm như thế này mà em Vũ bị xuống tinh thần như vậy thì có thể là người cô sẽ có những lợi thế của mình. Nhưng theo mình nghĩ thì trong cái thời gian này thì Vũ cũng nên là nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Có thể là trong cái thời gian vừa qua em bị áp lực nhiều về cái câu chuyện người cô và cái suy nghĩ về căn nhà, lo lắng là không biết là có lấy lại được hay không hay là như thế nào đó. Nhưng mình tin là sắp tới đây sẽ có những cái tin vui được báo đến anh Vũ nha mọi người. Theo mình được biết thì vừa mới có một tờ báo mới đang tiếp tục lên cái câu chuyện của em Vũ. Bởi là có 2 tờ báo rồi nha mọi người, đã vào cuộc để mà đăng lên cái câu chuyện người cô bán đi căn nhà hoặc phải của mình. Và nhiều người cũng cho rằng là tại sao đến giờ phút này cái câu chuyện người cô đã sai như vậy rồi, nhưng mà pháp luật thì vẫn chưa có một động thái gì mạnh tay. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu là trong cái thời điểm này thì bên cơ quan chức năng họ đang là thu thập hồ sơ cũng như là xác minh cái câu chuyện của em Vũ nha mọi người. Không phải cứ báo cáo lên, thông báo lên là người ta xử lý đâu. Phải có thời gian để bên cơ quan chức năng họ xác minh lại câu chuyện, lá lời khai, tường trình của hai bên, sau đó mới tiến hành đến câu chuyện là giải quyết cái vấn đề này. Chúng ta cũng phải có thời gian để mà chờ đợi nha mọi người. Chúng ta không nên nôn nóng quá. Và mình nghĩ là cái người nôn nóng nhất bây giờ không phải là chúng ta đâu, mà là chú Ngọc, mà là em Vũ mới đúng. Vừa hai cha con đã dành hơn 2 tháng trời nay rồi để đi dùng những cái hồ sơ chứng cứ và để những cái đơn kiện lên, cũng có những cái đơn cầu cứu đi rồi. Thì mong là sắp tới đây sẽ có những cái tin vui được gửi đến với hai cha con ha. Người cô thì nghe nó đã ở ngoài Bắc nha mọi người, chưa vào trong Nam, liên tục lấy những cái lý do này kia để mà trốn né chứ không chịu ra mặt. Cách đây một tuần mình có lên một cái video clip có thông báo là người chồng của người cô này có gọi điện về cho chú Ngọc để mà xin hoãn thời gian. Nhưng mà không phải như cô chú anh vậy, bây giờ biết ra không phải là người chồng mà là người bồ nhí cô này gọi đến và xin là cho chút thời gian để cả hai cùng sắp xếp bay vào trong Nam để giải quyết. Một số người thì cũng tin tưởng, cũng hy vọng là đó là tin thật. Nhưng mà theo mình nghĩ thì đó là một cái chiêu trò thôi cô chú anh vậy, một cái chiêu trò thôi. Có thể là người cô này cũng đang cảm giác là cơ quan chức năng họ vào cuộc rồi mà cũng sợ em Vũ làm lớn chuyện lên nên là mới gọi điện về xin một chút thời gian thôi. Chứ thật ra mình thấy là có thể là người cô này đang có những cái âm mưu gì khác nữa, chứ không phải là xuống nước đâu cô chú anh vậy. Bởi vì nếu như mà thành ý thì đã ra mặt và ra căn nhà từ lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ là 2 tháng trời vẫn không thấy mặt mũi đâu. Đó là những cái điều bức xúc mà khán giả cũng đã lên tiếng rất là nhiều rồi trong suốt cái thời gian qua. Chúng ta cũng lo cho em Vũ, bởi vì là căn bệnh của em là nó xuất phát từ khi mà mẹ của em mất. Là một cú sốc rất là lớn luôn. Nên là mình tin là một cậu bé 20 tuổi đang chịu những áp lực cực kỳ lớn về cái vấn đề là bây giờ là lo lắng không biết là có lấy căn nhà được không. Nhưng mình tin là em Vũ sẽ lấy căn nhà của chú anh chị. Quan trọng là sớm hay muộn thôi, và pháp luật người ta xử như thế nào đối với người cô kia. Rõ ràng là trong câu chuyện này là người cô sai rồi, bởi vì di chúc là em Vũ giữ và đã đứng tên rồi, nhưng người cô lại bán đi mà không có một cái lời hỏi han nào, chia sẻ nào với em Vũ cả. Nên người cô đang vướng cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và tổng cộng là có 6 cái lá đơn cũng được gửi đi trong luật sư rồi, và họ cũng đang làm việc của chú anh vậy. Trong thời gian này chúng ta chỉ biết chờ đợi thôi. Bởi vì là chú Ngọc cũng đang rất là lo lắng về căn bệnh của em Vũ, nên cũng đang gác lại một con chuyện để đi chữa bệnh cho em. Và cũng mong là Vũ sẽ sớm bình phục lại ha. Cũng nên là tĩnh tâm trong cái thời gian này, không nên lo lắng quá nhiều, không nên áp lực quá nhiều. Dẫu biết là cái vấn đề lấy lại căn nhà sẽ tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng mà chúng ta cứ tin một niềm tin là pháp luật sẽ giúp cho em Vũ ha có một sự công bằng trong câu chuyện này. Bởi vì là em đang nắm trong tay một cái lệnh bài, đó là cái tờ giấy chúc mà ông nội để lại. Mình cũng mong là người cô khi mà nhìn vào cái điều này cũng nên chùng tay lại để trả căn nhà cho em Vũ. Chứ thấy bây giờ là cộng đồng mạng lên tiếng rất là nhiều rồi, trong suốt thời gian qua ai cũng bức xúc cả. Người cô này sai rành rành nhưng vẫn không nhận tội, và đến bây giờ thì vẫn chưa chịu ra mặt để mà nhận cái tội của mình. Chúng ta chỉ biết là cầu mong thôi cho chú Ngọc và em Vũ luôn luôn
nhiều sức khỏe ha, sớm lấy lại tinh thần và sự quyết tâm của mình. Và mình cũng nghe nói là sắp tới đây chú Ngọc sẽ có một cái động thái mới nha mọi người, đó là sẽ đến trực tiếp tại căn nhà để mà chất vấn cậu thanh niên kia lần thứ hai. Và lần này thì cứ nói là có sẽ đi cùng của cơ quan chức năng nữa. Thì đây sẽ là một cái tình tiết mới trong câu chuyện của em Vũ. Trong lần trước thì cũng có làm một lần rồi, nhưng mà tại vì là đi đơn thân độc mã, không có cơ quan chức năng nên là không làm gì được. Nhưng mình tin là trong cái lần thứ hai này có thể là chú Ngọc sẽ làm quyết liệt hơn đó cô chú anh chị. Bởi vì là có sự giúp đỡ cơ quan chức năng thì người ta sẽ giúp đỡ hỗ trợ và cái chủ nhà sẽ phối hợp nhiều hơn với chú Ngọc ha. Hy vọng là sẽ có thêm nhiều thông tin mới để chúng ta cùng nắm bắt được cái vụ việc này. Thì đó là câu chuyện mà em muốn chia sẻ trong cái ngày hôm nay. Một cái tin cũng lạc quan ha, khi mà em Vũ đã đỡ đã bình tĩnh rồi. Cái bệnh của em thì phải cần thời gian nha cô chú anh chị. Trầm cảm thì khá là nặng nề đó, nhưng mà chúng ta hy vọng là thời gian sẽ chữa lành cho em Vũ và giúp em có một cái tinh thần lạc quan, thoải mái hơn để tiếp tục đi đường dài với câu chuyện dành nhà này. Và mình hy vọng là cũng có nhiều mạnh thường quân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với em, giúp cho em những khoản tiền. Ngoài sư cô thì mình không nói rồi, sư cô đã giúp rất là nhiều rồi, nhưng hy vọng có thêm mạnh thường quân khác sẽ tiếp tục vào cuộc để mà hỗ trợ cho em. Mình biết là số tiền nó nhiều hơn những gì em Vũ đang có đó cô chú anh chị. Bởi vì là dính đến kiện tụng nhà cửa này kia thì rất là tốn tiền, luật sư này kia rất là nhiều thứ luôn, công chứng giấy tờ cũng khá là tốn kém. Thì hy vọng là Vũ sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của khán giả ha, để có thêm những khoản tiền phục vụ cho công việc là kiện tụng này kia. Thì nếu mà có tin tức gì nó thực sự nóng hổi và nó hay, em sẽ lập tức cập nhật lên ngay ha. Có thể là ngày mai chú Ngọc sẽ chính thức thông báo về cái chuyến làm việc thứ hai của mình ở căn nhà. Và mình tin là trong cái lần làm việc thứ hai này sẽ có thêm một người của cơ quan chức năng đi cùng để mà nó thuận lợi hơn trong cái vấn đề là gặp chủ nhà cũng như là chất vấn nha mọi người. Chúng ta cũng mong là người cô khi nghe điều này sẽ cũng biết sợ hơn, chứ mình thấy bây giờ thì người cô này đang khá là cố chấp và cứng đầu. Rõ ràng là mình sai lầm rành rồi nhưng không nhận tội mà cứ quanh co chối tội cũng như là tìm mọi cách để mình né tránh. Nhiều người đến giờ phút này vẫn không biết cái gương mặt thằng cô như thế nào luôn. Đó là một cái câu chuyện cũng khá là lạ lùng ha. Thôi chúng ta cứ chờ đợi cô chú anh chị, chờ đợi thôi. Chờ đợi trong nay mai sẽ có thêm những cái tình tiết mới được chú Ngọc chia sẻ ra. Và cũng mong là em Vũ sớm vực dậy tinh thần để tiếp tục cùng với người cha nuôi của mình đấu tranh và giành lấy căn nhà của ông nội để lại. Và chúng ta cũng chỉ muốn là Vũ sớm sớm thôi có căn nhà để mà sinh sống an cư lạc nghiệp, có một nơi để mà thờ cúng ông bà tổ tiên cha mẹ một cách nó tử tế như bao người. Và mong là Vũ sau khi mà lấy được căn nhà rồi cũng sống tử tế ha, để báo đáp cái ân tình, cái nghĩa, cái ơn rất lớn luôn của chú Ngọc giúp cho em trong suốt cái thời gian vừa qua. Chúng ta cùng hy vọng như vậy nha cô chú anh chị. Thì chúc khán giả một cái ngày lễ cho tổ Hùng Vương thật nhiều sức khỏe ha, và sẽ tiếp tục dõi theo câu chuyện của em Vũ 20 tuổi và chú Ngọc. Và cũng mong là người cô này sẽ sớm ra trình diện với pháp luật để trả giá về những cái hành vi, những cái sai lầm của bản thân mình nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.